Lên rồi anh ba. Mấy thằng nhóc này gọi chuẩn bị bay. Để đã đây luôn. Nhiều điểm phết. Ôi chà. Anh bà thử căn dưa coi mình leo lên cái đỉnh núi được khoảng bao nhiêu phút? Khoảng 20 phút không? Ôi thèo khảo cổ trang này anh bà. Có ai đèo đâu mà. Tiêm vaccine rồi mình phải tự tin một chút chứ. Dốc phết này. Léo tới nay xong rồi lặn nữa về. Về đi bơi là báo phê rồi anh bảo. Không anh bảo con miến không? Không anh bảo con miến không? Đẹp phết. Rà đông thịt bò rồi mà không có miến đây à. Làm tô phở bò, bún bò. Tôi đi chưa? Đẹp lão ghê á. Anh bảo ha. Hả? Nhìn đứng tuổi lớn tuổi rồi mà vẫn đẹp lão ha. Người chắc thật đấy. Đường mùa này đẹp thật anh bảo. À, đi một mình thôi các bạn kìa. Thấy ông ấy đi với vợ hoặc con cháu gì đi cho vui. Mình đi những nơi thế này là mình thích lắm này. Mình đi leo tắt đấy các bạn. Leo dọc qua đây này. Nhưng mà thôi. Đi vòng qua đây một chút cho nó khỏe các bạn. Một rừng hoa anh đào luôn ha. Năm ngoái mình không đi ngắm hoa anh đào được rồi. Uổng rồi. Ngắm chỗ khác không à. Đã chứ các bạn này. Bạn nào mà thích đi vào núi rừng á. Biển này kia các bạn. Đây có cái lan can cho mấy người mệt biểu vào này, khỏe này. Nó mới làm các bạn. Cái lan can này nó mới làm này. Chứ năm ngoái mình đi là nó vẫn chưa làm đâu. Còn mới tính luôn. Hoa anh đào các bạn. Giờ đây. Có một độ cao tương đối nha các bạn ơi. Trên này là có một cái nóc đỉnh ngắm toàn cảnh biển thành phố của mình luôn. Xứng đáng để mọi người làm một chuyến trải nghiệm nhé. Nhìn xuống view dưới này đẹp chưa các bạn này. Gặp ngày hôm nay bầu trời nắng đẹp nữa các bạn. Mát lắm các bạn. Ở chỗ này bây giờ cũng hơn 4 giờ chiều rồi. Mặt trời nó cũng dịu rồi.
Mình đi được 2/3 quãng đường rồi các bạn ơi. Sắp lên đến đỉnh rồi. Đã đời luôn. Leo núi như thế này là rèn nghị lực tốt lắm các bạn này. Ở Quảng Bình của mình đấy các bạn, có một cái khu du lịch, cái núi Thần Đính ấy, nó 1000 mấy bậc thang ấy, và mấy cái mùa lễ Tết đấy các bạn, là chỗ mình họ hay đi chơi chỗ đó để mà đi du lịch lắm, thơ cũng á, trên đó đẹp lắm các bạn, leo lên đó là đỉnh núi á, ngắm toàn bộ cả một cái vùng luôn, sông nước hồ đẹp lắm. Cách thành phố Đồng Hới tầm khoảng 15 cây số ấy. Đẹp quá các bạn. Còn mấy cái trạm dừng chân đại như này. Bạn nào mà đi với gia đình hoặc là đi với người yêu lên mấy chỗ này mà chết in thì thôi, tuyệt vời luôn. Vừa gắn bó được tình cảm đấy chứ. Ngay ngồi móc hết luôn đấy. Kéo leo quả các bạn ơi. Rừng hoa anh đào luôn các bạn. Đến mùa của nó nở rất là đẹp luôn. Nãy giờ mình chưa thấy có một con động vật nào luôn các bạn. Chưa thấy rắn, thấy hiếu gì luôn. Đây là khu rừng nguyên sinh nha các bạn. Người ta không có khai phá gì nhiều cả đâu. Đây các bạn này. Nó đến số thứ tư luôn đấy. Góc nào nó đến số thứ tư góc đó các bạn. Góc nào nó đến số tư góc đó luôn. Các bạn này, kiểm soát được phết đấy. Góc nào đánh số 4, số 4 góc đó lắm. Rừng nguyên sinh các bạn. Lúc trước mình leo đường trong núi này này, mình gặp hiếu á. Trong này có cái hang to thế này. Con chim bo bo trong này này. Chắc con trắng quá. Máy quá các bạn ơi. Hôm nay đi mà ít người á. Mình đi cắn cái giờ này mà đẹp luôn. Lên đây rồi mà mình bắt đầu ngửi thấy cái mùi phân héo các bạn, héo rừng ấy. Ở đây heo rừng nhiều lắm các bạn. Mấy cái anh đi đơn hàng trồng mơ ở trong núi của mình ấy. Nói chung tháng nào cũng có 2-3 con heo ăn các bạn. Họ đặt bẫy á. Vừa được heo vừa được chôn. Thỏ rất là nhiều luôn. Rồi mấy ông người Nhật ấy. Ở trong công ty làm trang trại. Họ có súng săn nữa các bạn ạ. Đã đây ông mặt trời luôn. Ôi, đẹp chưa các bạn. Cà phê. Đẹp. Lên chút nữa là đẹp bên bạn ạ. Cố gắng lên một chút nữa thôi. 1/5 quãng đường nữa thôi. Tối nay là về ngủ ngon luôn các bạn. Leo thì được này.
tí về còn tắm biển nữa. Ui, toàn bộ combo luôn. Ui, thấy nắng rồi. Trời quá. Đổ mồ hôi các bạn ạ. Hơn 4 giờ rồi, nắng còn gắt nhá. Đây có nhiều nhận lắm các bạn. Nhưng mà chỗ này là đỉnh của ngọn núi rồi. Đã đến rồi. Mừng quá. Đây các bạn này. Lát nữa mình sẽ đi lên đây này, này. Có một cái chòi rất là đẹp luôn. View đẹp thật đấy. Để mình rẽ trải qua bên này xem nào các bạn. Chỗ này này các bạn. Chỗ này mà các bạn đi một nhóm bạn á, trải bạt trải lều này, chỗ này á làm cái party ngoài trời là đẹp luôn. Cái nghỉ lễ mà mình